À, dạ hôm nay thì em xin giới thiệu với bà con cô bác cái mẫu tiểu cảnh ống nhựa Bình Minh. À, cái mẫu này thì nó gồm có 4 người. À, cái mẫu này thì làm người một bên ha. Còn em đây thì cái bộ cỏ nhạc và có một cái mái nhà và nó có một cái chong chóng nữa ha. Chính giữa thì có cái đài phun nước và ngay chỗ cái trụ thì có cái thác nước phong thủy nữa. Cái mẫu này thì dài 60, cao 60, cao 60 hay 65 gì đó, chiều ngang thì nó 40. Thì cái mẫu này thì nó có 4 người, thì một ông xe đạp, một ông giã gạo, một người sàng gạo, một ông quay giếng. Cái màu sắc thì tùy theo cô bác, nếu cô bác anh chị quý khách đó thích sơn màu nào thì em sơn màu đó, còn nếu mà không sơn thì ý em thì em sơn như thế đó ha, thì em thấy như vậy cũng rất là đẹp. Thì cái mẫu mà nào mà có cái đài phun nước hoặc là cái cối xe bột thì chúng ta sử dụng một cái máy bơm to một tí rồi chia ra hai đầu để em quay chi tiết cho các anh chị xem. Đây thì khi mà em gửi đi cho cô bác anh chị thì em gửi đầy đủ ha, thì những cái tiểu cảnh của em thì không bao gồm máy bơm ha, em chỉ bao ship ha. Đây thì em gửi cho bác anh chị nè, cái chữ T thế này ha. Đó, một đầu thì lên cái trụ chính thì em đấu sẵn, còn một đầu thì vô cái đài phun nước ha. Thì ở đằng sau có một cái đầu bít giống vậy nè, thì cái đài phun nước ở đằng sau nó có lú ra một khúc đó. Đó, cô bác anh chị về gắn cái đầu bít này vô cái đó là hoạt động ha. Đây, để quay chi tiết cho bác anh chị xem. Đây, chiếc xe đạp của em làm rất là công phu ha. Đây nè, xe đạp nè, vò cản có cái vỏ luôn. Đây thì ông quay nước giếng thì cũng có cái thùng ha, đó có cái thùng luôn. Thì gạo, ông giá gạo thì tay chân thì về có bác anh chị bẻ lên bẻ xuống được ha. Đây nè, đây đó. Rồi, thì cái kênh tiểu cảnh ống nhựa này thì bây giờ em không có làm về nhạc chế nữa nha. Thì nếu cô bác anh chị nào thích nghe nhạc chế thì xin vào kênh Minh Tấn Bolero ha. Bây giờ em làm cái kênh nào một chủ đề để cho cô bác anh chị về, thí dụ muốn làm một cái tiểu cảnh hoặc là một cái hay muốn nghe nhạc gì đó, cô bác anh chị biết vào cô bác anh chị dễ tìm hơn. Thì cái kênh này em cũng có hướng dẫn rất là nhiều, của bác anh chị nào muốn làm thì kéo xuống mấy cái video của em hướng dẫn chi tiết đó để của anh chị làm theo một cái để chơi ha. À, thì có bác anh chị mua mấy cái ông thầy chùa Thiếu Lâm Tự nè. Đây em cũng có bán á. Còn giờ của anh chị để lên thầy chùa Thiếu Lâm Tự để cho nó vui nè. Chứ để cái đài phun nước nó trống kỳ, nhìn nó không không có sinh động hơn. Thì có anh chị nào muốn mua những cái gì của em thì liên hệ với em số điện thoại Zalo, em có để trên cái góc màn hình nha. Rồi, để giờ em test cho anh chị xem nè. Đây, đây cái chùi. Đó. Thì về của bác anh chị nè, lưu ý cho em nè ha. Khi về của bác anh chị không có biết chỉnh cách nào, ví dụ của bác anh chị thấy nó nhiều quá đó, nước chảy nhiều nước chảy ít rồi thì của bác anh chị không có đường chỉnh á. Ví dụ giờ gì nè, cô bác anh chị bẻ cho nó ngay, cho nó chạy ngay xuống đúng không nè, đó để quay đúng không. Mà cô bác thấy anh chị thấy cái đài nước nó thì nó chảy nhiều quá đúng không, các bác anh chị muốn cho nó ít lại mà các bác anh chị không biết làm sao quá. Đây anh chị luôn cho. Đây thì cái ống nước này là để chỉnh cái thác nước phong thủy ha cô bác anh chị nè. Tại vì em đút cái đầu này nó sát vô cây này á, nước nó dâng lên nó chảy nhiều, cô bác anh chị nhích nhích ra một miếng là nước nó sẽ ít lại ha. Nè, em sẽ chỉnh cho các bác anh chị sao nè. Ít ra liền các bác anh chị không, gịch ra vậy nè. Cái này tại vì nó chưa ngay nè, chạy ngay xuống cây nè. Đó, ok đó.
Đó, rất ok luôn. Em quay chi tiết cho các anh chị xem nè. Đồ của em làm rất là kỹ ha, nên sử dụng rất là bền. Có chân chống luôn. À, làm một cái tiểu cảnh đó, nó thật chứ mà sơn một màu thì nó dễ, mà con bác ví dụ mình làm xong mình lôi ra mình sơn, còn nếu sơn nhiều màu giống Minh Tấn vậy nè là nó tốn công dữ lắm. À dạ rồi, nếu mà con cô bác xem video có ý kiến gì thì xin bình luận bên dưới giúp em nha. Còn nếu mà có mua cái gì thì liên hệ với em số điện thoại Zalo trên góc màn hình đó. Dạ rồi, video này cũng kết thúc. Chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã xem video ủng hộ nha. Dạ, tạm biệt, bye bye.